Ta sẽ cùng nhau nói về quy tắc chuyển vế đổi dấu mở rộng với phép nhân chia. Đây là phần lý thuyết. Mà quy tắc học tắt vẫn cứ là chuyển vế đổi dấu. Và dấu ở đâu? Dấu là phía trước của cái số đó. Và trong quy tắc mở rộng với nhân chia này này, thì chuyển vế đổi dấu là nhân sẽ biến thành chia và chia sẽ biến thành nhân. Ví dụ chúng ta có x nhân 2 bằng 3. Chúng ta muốn tìm x đúng không? Chúng ta giữ x lại và chúng ta chuyển cái con 2 này sang bên này. Mà trước con số 2 này là dấu nhân, vậy mình sẽ biến nó thành dấu chia. Còn nếu mà chúng ta có 2 nhân x bằng 3 thì sao? Thì chúng ta cũng hiểu cái này là x nhân 2 bằng 3, vì phép nhân có tính chất giao hoán. Và việc của chúng ta là muốn tìm x, vậy ta phải chuyển con số 2 này sang bên kia, vậy là 3 chia 2. Thế với phép chia thì sao? 3 chia x bằng 2. Thì x ở đây là phép chia, mình chuyển x sang bên này thì sẽ bảo 3 bằng 2 nhân x. Xong rồi, cái này cũng là bằng x nhân với 2. Tính chất giao hoán mà. Rồi chúng ta muốn tìm x đúng không? Thì chúng ta giữ con x lại, chúng ta chuyển cái ông nhân 2 này sang bên này. Vậy nó là 3 chia 2. Thế còn nếu mà x chia 3 bằng 2 thì sao? Chúng ta muốn giữ lại x đúng không? Thì chúng ta chuyển cái trừ 3 này sang bên này. Và 2 nhân với 3 chia biến thành nhân.